Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK ở map Renesis. Và ở đây nè các bạn, mình đã làm thêm được rất là nhiều những cái lò nung để mình đốt than với lại nấu metal ấy. Mình đốt than để mình lấy gỗ và nấu metal để mình lấy được những cái thỏi metal. Mình làm thêm cái phần đạn ngủ ấy. Và dự định là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình sẽ quay trở lại với cái khu vực núi lửa để mình bắt cái con khủng long bạo chúa Itiret. Mà ở trong những tập trước mình tìm cái con Jike này nè các bạn. Đó, mình phát hiện ra phía bên kia có cái con bạo chúa Itiret, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cho nên là trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chuyến đi bắt nó luôn. Và để bắt nó thì mình đã phải làm rất là nhiều những cái lợn đôn để chế tạo đạn ngủ nè, cũng như là đi farm thêm đá đó. Ở tập trước thì mình có bắt được cái con đô y á, farm đá rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm cái nguyên liệu, mình sẽ chế tạo cho mình vật liệu xây dựng đó các bạn, để mình làm cái bẫy, mình bắt cái con khủng long bạo chúa trong tập ngày hôm nay luôn nha. Đây, mình sẽ chế tạo thêm những cái foundation bằng đá trong này nè. Mình sẽ làm cho mình khoảng tầm 6 cái đi, 6 cái foundation để làm được cái bẫy nha. Rồi phần còn lại thì mình sẽ làm cho mình thêm một cái cầu thang nữa. Và tất cả thì mình sẽ làm luôn cái cửa này nè. Ở cái cửa này thì làm được có 5 cái thôi. Cho nên là mình sẽ lấy thêm cái phần đá ra nữa đi, để chế tạo thêm nhiều một chút. Thêm đá nữa thì nó không có lên được nữa, cho nên là chắc là phải thiếu gỗ rồi. Lấy thêm gỗ ra nữa nha, chế tạo luôn. Đó, được 32 cái thì nó hơi nhiều luôn rồi đó các bạn. Cho nên có thể giảm bớt xuống. Ví dụ như mình còn khoảng tầm bao nhiêu cái ta? Tầm khoảng chừng 20 cái thôi. 20 cái thôi là được các bạn. 32 cái thì hơi nhiều ha. Rồi tắt cái này đi. Mình sẽ làm cho mình khoảng tầm nó chế tạo được một cái là đúng không? Mình sẽ làm cho mình khoảng 19 cái thôi. Đó, ok ha. Mình sẽ đi ra phía bên ngoài này xa xa một chút để mình sử dụng mấy con trợ lý của mình để mình dịch chuyển luôn. Quay trở lại với cái khu núi lửa nha. Khu núi lửa thì ở phía bên trên này. Và chọn hướng N luôn. Lần trước thì mình đi bắt cái con Chike nè, ở hướng bên N. Và mình phát hiện ra ở phía bên đó có nguyên một cái cặp con T-Rex luôn. Không biết bây giờ còn không nữa nè. Hy vọng là còn nha, để mình có thể bắt được nó. Chứ bây giờ nó bị bon mất tiêu là coi như là xong luôn đó. Và ở tập trước thì mình có chế tạo một cái bộ giáp metal nè, nhưng mà chưa có mặc lên đó. Hôm nay mình quyết định mặc lên luôn. Nó còn khá là mới à, nó cũng bị hư một chút rồi. Ở tập trước thì mới chế tạo luôn các bạn, chưa có mặc luôn. Ở tập trước thì đi khám phá bên khu vực băng tuyết, cho nên là mặc cái đồ lạnh thôi, không có mặc đồ metal. Hôm nay thì đi qua phía bên đây mặc cái bộ này. Và cái con chi kè của mình đây rồi. Và lần trước thì mình thấy nó, cái con khủng long bạo chúa đó, Itiret đó các bạn, nguyên một cặp luôn, con đực với con cái. Nó nằm ở hướng trong này. Và hôm nay thì hôm nay spawn ra thêm mấy con bọ cạp nữa nè. Lần trước thì mình bắt cái con chi kè ở đây mình không thấy ha. Hôm nay thì nó spawn ra thêm nè. Hình như mỗi lần mình chạy về, mình chạy qua thì nó spawn thêm mấy con mới, hoặc là khót ra vô lại đó thì nó cũng spawn ra nữa. Đây thì nó đang chiến đấu với con Doi. Rồi nó chết. Không, con Doi chưa chết đâu các bạn. Con Doi nó chỉ mới rút vô thôi à. Nó giống mấy con rùa vậy đó. Khi nó bị tấn công nhiều quá, nó sẽ rút vô trong cái vỏ của nó. Và nó rất là khó để đánh. Đây thì có con Doi nữa nè. Mình chắc là mình sẽ để cái con này của mình ở đây đi các bạn. Để nó ở đây nha. Mình sẽ đi bộ lên phía bên trên thử coi. Lần trước thì mình gặp nó ở trên này nè. Và đây các bạn, mình thấy nó phía đằng trước nè. Không biết có phải là con lần trước không, nhưng mà con này cấp độ cấp độ 145 luôn, được á chứ. Lần trước không biết cấp độ bao nhiêu, nhưng mà lần này thì cấp độ 145 nè. Và hình như là chỉ còn có một con thôi à. Không biết là bao nhiêu con đây, nhưng mà có một con cấp độ 145 là thấy được rồi đó. Và mình đang bị nóng hả. Mình mặc cái bộ giáp này thì mình hơi bị nóng một chút, cho nên là mình có cái phần fiber. Chắc là mình sẽ làm cho mình một bộ giáp fiber đi, để cho nó đỡ nóng nha. Bộ giáp này nó hơi cùi một chút, nhưng mà nó sẽ đỡ nóng một chút, đỡ hơn. Ở phía bên kia thì có con rồng gai hay gì nó đang tấn công dữ dội lắm. Để mình nhanh nhanh mình quay trở lại thử coi. À đúng rồi, con rồng gai đó các bạn. Và chắc là mình sẽ làm một cái bẫy, nó nằm ở cái vị trí gần đây một chút. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Lấy cái foundation đặt ra luôn nha. Mình canh cho nó ngay cái hướng đường đi của nó nè. Lát nữa mình sẽ dụ nó từ ở phía bên kia đó các bạn qua phía bên đây, thì mình cần phải cho nó thẳng một chút. Đó, xây hai cái foundation thôi và lấn qua hai bên hai ô nữa. Đó, như vậy là mình sẽ cần có tất cả là 6 cái foundation. Và cái cửa thì mình sẽ đặt ngay chính giữa đi. Hồi nãy mình tính chế tạo tất cả bằng cái cửa này nè, nhưng mà bấm lộn cái nó chế tạo cái vách tường này không à. Cho nên là bây giờ sử dụng cái này đi. Cái này thì nó hơi tốn một chút, mỗi một vách tường sẽ tốn thêm 10 đá nữa. Nhưng mà bây giờ có đô y rồi, farm đá cũng nhanh lắm các bạn, cho nên là không sao đâu. Quất luôn nha, bích bùng bùng là hết luôn đi.
Đó. Xây dựng lên khoảng tầm 2 ô thôi là được. Phía đằng trước thì mình cũng sẽ bít luôn. Chỗ nào xây dựng lộn thì có thể bít úp lên lại, không sao hết. Đó, bít lại luôn nha. Phía bên đây thì cũng bít lại luôn một cái. Và may mắn là mình có một cái cửa có thể đi ra đi vô được. Chạy ra chạy vô được nè. Và ở phía đằng trước này thì cũng cần phải có một cái cửa nữa chứ. Cái cửa để mình đi ra đi vô. Rồi mất thêm một cái vách tường nữa rồi. Mình sẽ chế tạo thêm cho mình cái cửa. Rồi chết rồi, bỏ bỏ đồ ở nhà hết rồi, bây giờ thiếu đồ rồi. Nhưng mà không sao, mình có thể tự farm được. Ở đây thì farm gỗ đi, lấy gỗ trước. Này lấy ít gỗ nha. Mình có thể sử dụng cái con chike này của mình để farm cũng được. Đây. Vô trong này farm ít gỗ, và mình thấy con T-Rex sắp sửa qua tới bên đây rồi. Né né ra chút, và con ủa con rồng gai nó chết luôn các bạn. Nó bị con Doi đánh chết hay sao rồi. Tội nghiệp. Đi săn mà cuối cùng bị săn rồi. Đây thì lấy thêm một ít đá nha. Đá thì phải sử dụng cái rìu để chặt thì nó sẽ được nhiều hơn. Lạ lùng vậy đó. Thôi chế tạo luôn. Mình sẽ chế tạo cho mình thêm một cái cửa nữa nè. Rồi chắc là thêm cái vách tường đi. Chế tạo hết vách tường luôn đi cho hết đá. Nhẹ người dễ chạy. Lát nữa chạy nha. Lát nữa cái con khủng long ổ chúa nó dí mình đó các bạn. Thì mình sẽ nhanh chân mình bỏ chạy. Mình sẽ đặt ở đây một cái khung cửa để mình đi vô cái. Chỗ này cần phải có đi vô nè đó. Đúng là làm toàn bộ bằng cái khung cửa thì tha hồ mà đi ra đi vô luôn. Chỗ này là làm lộn rồi. Cho nên là phải có cái cửa ở trước, cái cửa đằng sau. Và ở trước này thì con T-Rex nó có thể leo lên được một ô đó các bạn. Một cái vách tường á. Cho nên là mình sẽ cần phải có một cái cầu thang là như vậy nè. Đó, đặt ở trên này để giúp cho nó có thể leo lên được 2 ô. Khi mà nó leo lên 2 ô thì nó sẽ đi vô phía bên trong này. Và nó có thể rớt ở trong này. Và có khi nó đi qua luôn cũng nên nữa. Cho nên là mình sẽ cần phải có thêm một cái vách tường này chặn lại nha. Khi mà nó đi vô đụng vách tường này nó sẽ rớt xuống phía bên dưới này. Vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Đó. Kết cấu là như vậy thôi. Còn mình còn dư một cái hả? Dư một cái thì cứ để dành thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái con khủng long này của mình á. Con khủng long ba sừng này của mình núp núp vô một cái nha. Dạ con này nặng luôn hả? Cộng thêm cho nó một chút quay nữa đi. Bà Berry tùm la nè. Rồi. Ok. Giấu giấu nó ở phía đằng xa cục đá này nha. Để nó an toàn. Rồi. Để cho nó ở chế độ không tấn công gì hết. Và bây giờ thì mình sẽ mặc cái bộ đồ fiber nãy mình chế tạo lên nè. Đó, mặc cái bộ đồ fiber lên là đỡ lạnh nữa các bạn. Trời ơi. Nó không có xịn như đồ cỏ nhưng mà nó sẽ giúp cho mình đỡ đỡ nóng chứ. Trời, đỡ nóng chứ phải đỡ lạnh. Nó lộn. Đỡ nóng hơn á. Và con khủng long bạo chúa nó phía đằng trước thôi. Mình sẽ lấy cây súng ra để mình rỉa nó luôn các bạn. À. Bắn cho một phát nè. Trúng luôn các bạn, mình nghe một cái sực cái luôn á. Nghe cái sực cái là trúng rồi đó. Và con bạo chúa nó đang dí theo mình. Rồi, ok rồi đó các bạn, chạy thôi. Con bạo chúa này thì nó kiểu như nó đi chậm lắm. Không sao, với khả năng di chuyển của mình thì ổn. Nó gầm gừ đâu nữa. Dính một viên nữa nè. Mình sẽ vừa chạy vừa bắn và ăn vào cái cho nó đỡ đói nha. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục. Rỉa từ từ thôi các bạn. Trong lúc mà mình dụ nó vô cho cái bẫy thì mình cũng sẽ rỉa từ từ nó luôn. Rồi, chạy thêm một đoạn nữa. Quay trở lại đi rỉa. Và nó sát đích của mình rồi. Cho nên là đi vô trong này luôn. Chui vô cửa luôn nha. Để lát nữa chui không lọt cái cửa cái nó dí nó cắn mình cái tiêu luôn. Và nó tới rồi các bạn. Nó tới rồi nè. Hy vọng nó sẽ lên được cái bẫy. Lên được không? À lên rồi, lên rồi. Rồi nó đi vô luôn các bạn. Wow. Ok. Ngon lành luôn các bạn. Mặc dù chế tạo hơi lộn một chút nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã chui gọn ngay trong cái bẫy rồi phải không? À cái chân của nó trong cái bẫy rồi nè. Và nó có đi ra được không? Hình như là không đi ra được luôn. Ngon lành luôn. Nó chỉ đưa cái đầu ra phía bên ngoài cho mình bắn thôi. Bởi nó đang cạp đó các bạn. Nó cạp là nó cạp cái phần vách tường của mình á. Nhưng mà vách tường của mình được làm bằng đá cho nên là nó cạp tới Tết luôn. Nó cũng không có phá được cái bẫy luôn. Và với 200, hồi nãy hình như 237 viên đạn thì phải. Bắn nãy giờ còn 226 viên đạn thôi. Không nhớ là 230 mấy đây. Nhưng mà hơn 230 đó các bạn. À, mình bắn thử xem coi cái con này nó tốn bao nhiêu viên đạn ngủ nha. Mình nghe nói là cái con này nó trâu hơn rất là nhiều so với những cái con bạo chúa bình thường. Nó là con XTZ, XZ đó chứ. Nó không có chữ T. Nó XZ. Mà cũng gọi nó là XTZ đi cho nó dễ. Đó, con này nó trâu lắm các bạn. Nó trâu về mặt turbo, khủng khiếp lắm. Cho nên có vẻ như mình cần phải tốn rất là nhiều đạn để bắn lần này đây. Xem coi mình tốn bao nhiêu đạn nha. Bây giờ thì công việc của mình thì rất là nhàn nhã luôn các bạn. Chỉ cần đây nè, bấm chuột để cho cái súng nó liên tục bắn thôi. Đó, bắn lần có 10 đam thôi. Nhưng mà turbo của nó sẽ tăng lên nha. Đó. Bắn thẳng ngay trong miệng đó luôn. Và mình sẽ ngồi xuống đây để bắn nè. Cho đỡ mỏi chân.
Mình sẽ nhanh chóng bắn ở đây một hồi xem coi mình tốn được bao nhiêu viên đạn thì nó sẽ ngủ nha. Hy vọng là cái súng này của mình nó sẽ chịu nổi. Hồi nãy mình quên nữa, mình quên chế tạo hai cây súng. Mình sợ đang bắn thì nó bị hư cây súng này là coi như là tiêu luôn á. Nhưng mà mình còn cái nỏ nữa, hên quá, còn cái nỏ với là tên nữa. Có gì thì lấy cái nỏ ra để bắn dự phòng nha. Hồi nãy phải đem theo hai cây súng là ổn rồi. Đem theo có một cây à. Rồi sau một hồi mình bắn cái con T-Rex thì hình như nó chuyển sang cái chế độ chạy rồi. Nãy giờ mình bắn từ 200, hình như là hơn 30 viên đạn đó. Và mình bắn còn có 105 viên thôi các bạn. Và cái con này phải nói là nó cực kỳ trâu luôn á. Một trong những con T-Rex mà mình thấy nó trâu nhất từ trước tới giờ. Trong những series trước thì mình bắt cái con T-Rex bình thường nè, rồi T-Rex công nghệ test nữa. Và chưa thấy con nào trâu như con này. Con này là thuộc dạng là hệ X, cho nên nó rất là trâu và cái súng của mình sắp sửa bị hư rồi nè. Mình còn có 101 viên thôi, bắn thêm một phát nữa. Và nó cũng đã chuyển sang cái chế độ chạy rồi. Không biết là nó sẽ tốn thêm bao nhiêu đạn nữa thì nó mới ngủ đây. Nhưng mà bắt đầu chạy rồi đó. Và cái súng của mình rồi luôn. Cái súng của mình cũng đã bị hư rồi, cho nên là mình sẽ lấy cái nỏ ra để chơi nha. Đây rồi. Mặc dù nó chuyển sang cái chế độ chạy rồi nhưng mà nó cũng sẽ rất là lâu nữa thì nó mới ngủ. Mình sẽ nhanh bắn một chút nữa nha. Với cái bẫy này thì mình bắt cái con này rất là an toàn. Nãy giờ mình bắn rất là lâu rồi đó. Nếu như mà mình tưởng tượng không có cái bẫy này thì không biết tới khi nào mình mới tem được nó đây. Nó cứ chạy và cạp 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 mình, chắc mình chết với nó trước. Không biết là bắn được 100 cây tên không nữa. Chứ đừng nói là bắn cho tới lúc nó ngủ. Bây giờ thì nó sắp sửa ngủ rồi cho nên nó cũng hiền ha. Nó cứ đờ cái mặt nó ra nè. Ở đây thì mặc dù mình mặc cái bộ giáp bằng fiber lên rồi nhưng mà vẫn chịu không nổi. Nó vẫn tiếp tục nóng nè. Ở đây chắc là chỉ có thể sử dụng cái bộ đồ cỏ thôi, nó mới có thể làm được cho mình mát hơn. Chứ còn đây thì vẫn nóng nha. Nhưng không sao đâu, nóng cái này chắc là cũng không có làm mình chết được. Máu của mình bây giờ rất là nhiều, muốn tuột máu xuống thì cũng lâu lắm. Khi nổ thì không biết tới khi nào đây. Thôi thì tiếp tục spam tiếp nha. Nãy có tầng 230 viên đạn, chắc là còn khoảng trăm phải không? Là còn 98 thôi các bạn. Còn 98 và một viên ở trong cây súng. À, cây súng bị hư rồi, cho nên là chỉ có 90 mấy viên thôi. Và tầm 140 viên á bạn. Khoảng 140 viên thì hư cây súng nè. Cứ cách 140 viên thì coi như là hư cây súng đi. Ở cái này thì cây súng bình thường nha. Còn cây súng mà xịn á, súng xịn thì chắc là nó sẽ độ bền nó cao hơn, bắn sẽ lâu hơn. Còn cây nỏ này không biết là bắn tới lúc hư cây nỏ luôn mà nó không ngủ nữa là coi như là tiêu mình luôn á. Là mình cần phải dịch chuyển về. Dịch chuyển về mà ở đây mà turbo của nó tăng lại là coi như là công cốc nãy giờ mình bắn luôn á. Hy vọng nha. Khá như nó sắp ngủ rồi đó. Mình thấy vẻ mặt của nó đờ đờ ra đây. Mình đứng ở phía bên đây nè các bạn. Mình thấy có cái công trình gì hiện đại ở phía bên kia nè. Chắc là một công trình hiện đại giống giống với lại lần trước mình khám phá bên cái khu vực băng tuyết thôi. Ở lần trước thì mình khám phá cái khu vực băng tuyết đó các bạn. Mình dự định là trong tập ngày hôm nay mình làm một cái bẫy, mình bắt cái con gì đó bay bay, ví dụ như con chim điêu chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng đã thí nghiệm trước rồi các bạn. Ở trong cái map này là chính xác á, là không có thể nào mà bắt được những cái con bay. À, bắt được những cái con bay nhưng mà không có cưỡi được nó các bạn. Nó bị tắt đi cái tính năng bay rồi. Ở tập trước thì các bạn nói là trong cái CD lần này đó, cái map Renesis á, thì có thể sử dụng được những con bay ở bên khu vực băng tuyết hoặc là bên núi lửa nè. Chỉ có không có sử dụng được bên đầm lầy thôi. Nhưng mà mình cũng đã làm chốt một tập test thử rồi. Bắt cái con chim đeo luôn, sau đó thì cưỡi bay không được. Cho nên là quyết định mình bỏ rồi. Mình quyết định là chuyển sang con T-Rex luôn. Vậy là trong series lần này mình sẽ không có những cái con như khủng long bay nè. Mình sẽ không bắt nó đâu. Bởi vì bắt nó mà không bay được thì coi như là nó cùi lắm. Cho nên là chỉ bắt những con đi bộ thôi. Sau này sẽ bắt cái con nhện để mình có thể khả năng dịch chuyển ở trên không ha. Đó, di chuyển ở trên không, sử dụng tơ nhện. Và đây rồi, nó đã ngủ rồi các bạn. Ôi ôi, sao mà hồi bắn triền miên luôn. Sắp sửa hư cái nỏ luôn á, thì nó mới chịu ngủ nè. Coi nó cấp độ bao nhiêu đây. À, cấp độ thì 145 và e vô trong người nó không được, vướng quá. Chắc là cần phải đi vô trong nè. Đây rồi, đi vô trong này mình mới có thể e được nè các bạn. Và turbo của nó thì tận 14.000, coi như là 15.000 luôn rồi. Trời ơi, hàng gì nó trâu khủng khiếp luôn, bắn hư cái súng của mình luôn. Sắp sửa hư luôn cây nỏ nữa. Và để cho cái con này ăn thật là nhanh đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng cái con khủng long ba sừng này của mình. Hay là tìm thịt đùi cho nó ăn. Ở đây thì bây giờ muốn tìm thịt đùi cũng hơi khó ha. Mình đang dự định là mình sẽ quay trở lại với khu vực băng tuyết. Lần trước thì mình qua phía bên đó mình thấy có rất là nhiều những cái con cừu ở phía bên đó đó. Mấy con đó farm thịt đem vào phía bên đây thì ngon lắm. Hay là dịch chuyển về luôn chứ bên đây thì không có thịt đùi rồi. Hồi nãy có con rồng gai nè, mà rồng gai hình như là không có thịt đùi. Và nó cũng chết, còn cái xác nó bị phân hủy mất tiêu rồi.
Nhưng rồi có thể là mình sẽ phải đi về thôi. Sử dụng con trợ lý của mình để mình đi về nha. À, hello nó ăn cái coi xem nó có hello chưa. Hình như mình thấy nó xanh xanh rồi nè. Có thể hello nè. Đây, mình sẽ say hello nó sẽ cho mình được 300. Ngon luôn. Được 2300 rồi nè. Và mình sẽ sử dụng nó để dịch chuyển qua phía bên khu vực băng tuyết và sử dụng hướng S đi. Lần trước thì mình qua hướng S mình khám phá mình thấy nhiều lắm. Và trước khi đi qua bên đó thì mình sẽ mặc cái bộ này lên để cho nó an toàn hơn nha. Thèm là mấy em chuột ở phía bên bển. Con T-Rex thì nó thuộc dạng là turbo cao, turbo nhiều lắm cho nên là lâu tỉnh lắm. Cho nên cứ tha hồ để ở đây đi. Nó càng đói, để nó càng lâu, nó càng đói. Nó càng đói thì tem nó sẽ càng nhanh hơn. Bỏ vô cho nó ăn vát thôi là xong liền á. Ở lần dịch chuyển thì mình phải chờ đợi cho quả cầu nó kéo lên. Sau đó dịch chuyển đi thôi. Qua cái map này cũng nhanh ha. Nó kéo lên, nó kéo xuống liền. Rồi, mình đã quay trở lại với khu vực băng tuyết. Lần trước thì mình thấy mấy cái em cừu ở phía bên trên này nè. Và hồi nãy bên kia thì nóng quá, qua bên đây thì lạnh. Không biết có bị sốc nhiệt và chết không đây nữa nè. May là trong cái series ARK đó các bạn. Trong phần chơi ARK thì nó không có tính năng bị sốc nhiệt ha. Chỉ chuyển phát bật một cái tự nhiên từ khu vực nóng như núi lửa chuyển sang cái khu vực bên băng tuyết. Ở đây thì lần trước mình nhớ là có mấy con ở mấy con cừu nhiều lắm mà sao bây giờ nó nghe tin mình săn nó hay sao á, nó biến mất tiêu hết rồi. Đây còn có mấy con gấu thôi. Gấu có lại tinh tinh nè. Và chim điêu nè các bạn. Đó, chim điêu mình cũng đã thử, mình tem con rồi. Nhưng mà cưỡi không được cho nên quyết định là bỏ cái video đó rồi. Ở đây đây, đây đó các bạn. Đây có mấy em cừu nè. Và mình tự lấy một em luôn nha. Đây, xin một ít thịt đi chứ. Ok, cống hiến đi em ơi. Đây rồi. Ok, ngon lành luôn các bạn. Đó đó đó, đó đó đó. Thì kiếm chuyện hay chưa, kiếm chuyện. Kiếm chuyện cái gì không biết nữa. Nó tính là ăn cái ếch của mình. Rồi, đây rồi, chơi luôn. Này thì kiếm chuyện nè. Chim điêu nè, kiếm điêu, kiếm chuyện nè. Không biết chim điêu này cấp độ nhiêu ha. Mà lỡ tiết, à da. Biết lỡ xuống chúng mình luôn. À, chim điêu này thuộc dạng yếu cho nên là chơi luôn. Cà khịa nè. Nó thấy mình ăn thịt cừu đó bạn, lấy thịt cừu á. Tới là nó khịa mình. À, chắc là mình ở đây mình dịch chuyển đi luôn cho nhanh. Quay trở lại với khu vực núi lửa luôn. Đi lên phía bên trên, lên hướng phía bên N luôn. Và chờ đợi cho cái quả cầu nó dịch chuyển thôi. Mỗi lần dịch chuyển cái là mình sẽ cắt bỏ cái đoạn dịch chuyển đi các bạn. Bởi vì chỉ đơn giản là chờ đợi cho nó kéo quả cầu lên thôi. Rồi mình cũng đã được teleport đi rồi các bạn. Quay trở lại với khu vực núi lửa nha. Hồi nãy thì rất là lạnh luôn. Bên khu vực sa mạc thì bên khu vực băng tuyết thì rất là lạnh luôn. Qua phía bên đây thì rất là nóng. Cho nên là đổi bộ đồ cái. Đó, đổi bộ đồ cùi lên nha. Rồi cưỡi nó đi thôi. Thịt thì chắc là mình sẽ bỏ trên cái con khủng long này cho nó đỡ bị hư đi. Để trên người của mình nhanh hư lắm. Và cộng cho nó thêm một chút tốc độ nữa. Di chuyển cho nó nhanh. Lên xuống cho nó tiện hơn. Rồi, quay trở lại nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại thử xem qua có con gì nó spawn lên nữa không. À, lần trước thì mình không thấy có mấy con kiểu như bọ cạp. Hồi nãy mình quay trở lại thì mình thấy có mấy con bọ cạp ha. Còn bây giờ thì quay trở lại xem coi có mấy con bọ cạp nó xuất hiện nữa không. Rồi mình đã quay trở lại với khu vực núi lửa các bạn. Quay trở lại với chỗ cái con T-Rex khi nãy nè. Và bây giờ thì khi mà mình quay trở lại thì mình thấy có thêm con rồng gai nó xuất hiện nữa. Và con T-Rex của mình thì ok vẫn còn ở trong đó. Phải dạ, ai dạ, dạ. Vẫn còn nè. Vẫn còn nè. Kiếm chuyện nè. Mình đã không muốn đánh với nó rồi. Nó vẫn kiếm chuyện. Phóng gai hả cưng. Phóng gai nè. Con này cấp độ quậy 140 luôn. Hàng gì nó trâu ghê ha. Phía bên kia thì xuất hiện thêm cái con gì bên đó nữa vậy. Như là Ankylo phải không? Ui, Ankylo xuất hiện thêm nữa nè. Nhưng mà nhà mình có rồi cho nên nè. Đó là thôi bỏ qua đi. Tập trung vào nhân vật chính của mình trong tập ngày hôm nay là cái con T-Rex này nè. Con này thì mình sẽ lấy thịt cừu ra nha. Thịt cừu này thì rất là nhanh luôn. Và nó đang đói đúng không? Vô cho nó ăn một phát coi nè. Thử xem coi. Nó đang rất là đói. À không, không đói nhiều lắm đâu. Nhưng mà thịt cừu thì rất là xịn. Để thử xem coi. Tu vô của nó đó tăng lên đây coi. 22% lên. Một lần 22%. Ăn hai lần lên 44. Và lên 67% luôn rồi. Và lên tiếp tục nè. Và lên cái nữa nè. Lên. Ok. Rất là nhanh luôn bạn. Đây là công dụng của thịt cừu. Cực kỳ nhanh luôn. Và phần còn dư thì phần còn dư hình như là mình bỏ hết trên con người con T-Rex là đúng không? À, trên người của nó thì đã được còn trong này nè. Nhưng mà mình sẽ lấy nó đi. Mình sẽ hút nó vô trong quả cầu mình đem về luôn hay là sử dụng nó để dịch chuyển. Mình sẽ thử coi khả năng dịch chuyển của cái con trợ lý này của mình có thể giúp cho cái con T-Rex dịch chuyển về được không nha. Mình sẽ dịch chuyển về khu đầm lầy của mình thử coi. Nó cũng nằm ở trong quả cầu. Chắc chắn là nó cũng sẽ được đi thôi. Cái bẫy thì mình cứ để lại ở đây thôi. Sau này đó các bạn, nó mà có spawn thêm những con T-Rex ở phía bên kia đó
thì mình sẽ tận dụng cái bẫy này một lần nữa để mình bắt luôn nha. Hoặc là có con gì đó xịn xịn ở đây mình thấy nó đó các bạn, thì mình sẽ bắt nó luôn nha. Và nãy giờ quên ngắm nhìn nó nữa. Con này thì nó có một cái tông màu xanh kết hợp với lại màu đỏ của cái khu vực núi lửa, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, con khủng long ba sừng của mình á thì nó lại thuộc dạng là màu nâu ha, màu nâu với lại màu đỏ. Đó, đã được dịch chuyển vậy nè. Nè, thấy nó màu nâu, màu xám xám, còn con này thì màu xanh. Xanh mà có lava hiệu ứng cái kiểu nhìn chói lót kìa, đã chưa? Trời ơi. Và bây giờ thì mình sẽ phải học cái yên chế tạo. Nó yên là cái T-Rex, không biết có chung không ha. Nó với lại con T-Rex chắc là chung á. T-Rex nè. Chữ Z thôi chứ, tấm chữ Z cho mày thôi là được rồi. Đây, công thức chế tạo nè. Cái yên này là yên của con T-Rex. Và nó thì cho nó đứng ra ngoài đó đi. Ok, unfollow nha. Mình sẽ phải cần có cái gì đây? Trên bàn Smithy, mình nhớ rồi. Chế tạo trên bàn Smithy và có đủ tất cả mọi thứ luôn rồi, chỉ cần bấm một phát thôi là chế tạo. Trời ơi, xịn kìa. Và đồ vật liệu xây dựng thì mình cất vô trong này vớt đi, quăng đại vô trong này đi. Có thêm cái phần này nữa hả? Để dành sau này làm đồ lạnh luôn cũng được. Và cái súng của mình bị hư rồi, bỏ trong này để sửa lại luôn. Rồi bộ đồ sắt ha. Qua phía đây thì mặc bộ đồ này lên đi, cho nó trâu hơn nha. Ok, và mình đã lên điểm nữa, cộng thêm một phát nữa. Mình lên được 1000 máu thôi nè, ngon luôn. Chuẩn bị thôi các bạn, chuẩn bị sau này đi tem mấy con gì quên rồi. Cái con nhện các bạn, con nhện á. Không biết là với lượng máu này có đủ không nữa. Hy vọng là đủ nha. Nếu mà được thì trong tập tiếp theo mình sẽ bắt luôn cái con nhện. Và con này lên cấp nè, trời ơi lên cấp nhanh quá vậy. Tốc độ di chuyển của nó hơi chậm ha, nó không được nhanh lắm đâu. Nhưng mà sức mạnh ok này, quay cũng ok. Và máu thì cũng được, cho nó lên chút máu đi. Quay, cầm một phát lên được thêm 4000 máu nữa hả. Và khoan đã, đeo cái yên này lên luôn. Và mình thấy có con nha, có một con, đi, tấn công luôn. Quay, nhìn cái đuôi của nó kìa các bạn. Ôi ơi, cái đuôi của nó nhìn chói mắt quá. Nhìn phê ghê luôn á. Rồi, nó có hiệu ứng lava, nhìn rất là đẹp luôn nè. Ở đây thì có mấy con rắn tấn công như bị chết thì sao nè, ăn thịt luôn nha. Và mình sẽ trọng điểm cho nó thêm cái phần stamina lên đi. Mình thấy nó hơi hụt stamina ha, cho nó thêm một chút. Quay thì chắc là chưa cần rồi, cho nên là cho nó lên sức mạnh đi, lên sức mạnh với tốc độ di chuyển cho nhanh hơn. Và mình sẽ đi vô trong cái thân cây này nè. Đây, đi vô trong cái cây này luôn để mình vô trong này nhá. Trong này thì mình thiếu metal đó các bạn, thì mình có sử dụng ankylo vô trong này để mình farm. Mình thấy trong này cây có mấy con khủng long xuất hiện lắm. Đó, như là Raptor chẳng hạn. Cạp một phát cạp một phát được 200 mấy đam luôn hả. Chết ngay, và ăn thịt nó luôn. Bây giờ thì đã có được những con khủng long ăn thịt rồi, cho nên là thoải mái đi ăn thịt luôn. Bữa giờ thì toàn là mấy con ăn cỏ thôi. Bây giờ thì có ăn thịt, càng quét ở khu vực này luôn nha. Có mũi rồi nữa nè. Nhưng mà mình sẽ đi tấp tấp vô phía bên đây cái đã. Nó lên gấp nữa đúng không, cộng thêm cho nó sức mạnh lên nữa đi. Sức mạnh thì nó sẽ cắn mấy con khủng long kia nhanh hơn, lên cấp nhanh hơn, và sẽ đánh được nhiều con khủng long hơn nhá. Trong này thì có thêm cá sấu nữa nè. Khu vực đầm lầy thì cá sấu hỏi chê luôn. Cá sấu lớn, cá sấu nhỏ, cái kiểu. Rồi bây giờ cắn lên 500 mấy đam luôn. Mấy con cá sấu này lên đam nhiều rồi ha. Và có con khủng long đánh chón nữa nè. Con quỷ đó xuống nước là mệt với nó lắm. Đây. Trời ơi, 500 mấy đam chịu sao nổi. Cắn chừng tầm 1-2 hit là nó đi thôi. Cứ 1-2 hit là đi một con, 1-2 hit là đi một con. Con này quá là quỷ diệt luôn. Và cộng thêm cho nó lên tiếp tục luôn các bạn, sức mạnh luôn, còn chờ gì nữa. Lên một chút sức mạnh nhiều một cái, mình sẽ cho nó lên thêm phần tốc độ di chuyển nha. Cho di chuyển nhanh hơn, chứ còn di chuyển này hơi chậm. Tiếp ở đây thì có con khủng long gai lĩa chĩa nè. Tấn công luôn, đánh luôn con Barasaurus nè, ăn luôn phần thịt của nó luôn. Bên đây thì có thêm Barasaurus nữa nè. Và trong này là cái khu vực cái cây này các bạn. Cái cây này thì mình quan sát thử rồi, nó không có con nhện, chắc là sau này phải tìm cái cây khác rồi. Và đây thì có con khủng long cổ dài bự lắm. Nó đang bị con cá sấu tấn công hả. Trong này thì cây cối tùm quá cho nên là hơi khó khái. Và có cả Raptor nữa, cốc nữa hả. Sắp hết luôn, chống hiến. Raptor bỏ chạy hả cưng, chạy đi đâu, chạy nhanh đó. Hù nó một cái là cho nó sợ đâu á. Gầm lên một cái cho nó sợ và cộng thêm cho nó lên ngàn đi. Rồi bây giờ thì bơm vô phần tốc độ di chuyển cho nhanh nhanh chút, chứ đi chậm quá mấy con Raptor dí không lại đó. Quay trở lại liều hết nha. Đây liều nè, quay trở lại. Cá sấu màu xanh luôn, cá sấu blue luôn nè các bạn. Bây giờ quay trở lại nha, màu xanh dương luôn mới ghê chứ. Sáp cho một phát chết, cấp độ 135 luôn. Mà con khủng long ba sừng hồi nãy, ủa lộn, cái con khủng long cỏ dài nãy chết rồi hả. Nó chết hồi nào mình không hay luôn á.
đang dí cái con raptor thì nó chết hình nào, chắc là mình cạp vài phát là nó đi á mà. Con đó chắc level cũng thấp. Mình lo dí con raptor cái mình quay trở lại, bây giờ nó chết mất tiêu rồi. Và phía đằng trước mình thì có thêm một cái cây nữa nè. Cây ở phía bên đây thì mình thấy là nó có thêm phần crystal với lại metal trong này nữa. Để mình lượn vòng vòng nha. Mấy cây đây mình có thể cạp cho nó trống không thoáng một chút. Để góc nhìn này dễ nhìn hơn ha. Để góc nhìn kia khó nhìn quá. Trên này thì có thêm metal nữa nè. Metal cho như này farm mình khỏi chơi rồi. Khu vực này của mình nhìn nó hơi tối tối một chút các bạn, nhưng mà lý tưởng lắm. Khởi đầu thì cực kỳ tốt ở đây luôn. Nào là có crystal nè, có metal nè. Chỉ thiếu cái phần obsidian thôi. Obsidian thì cũng chỉ cần dịch chuyển qua bên khu núi lửa thôi là cũng có. Cho nên cũng thuận tiện lắm. Mình sẽ đi qua cái khu vực tiếp theo nha. Đi vào trong gần mấy thân cây này nè. Hay có nhiều cái con cá sấu lắm. Đó, phía đằng đây thì có thêm một con khủng long đánh chón nè. Chón nè. Hai hit là chết. Đây có thêm con nữa nè, nhiều ghê luôn á. Luyện cấp, sẵn mình luyện cấp một chút cho cái con T-Rex này của mình luôn á. Rồi cộng thêm cho nó. Bây giờ thì tốc độ hay là máu, cho nó thêm chút máu nữa đi. Rồi, dòng với tốc độ chạy cho nhanh nhá. Lên được 130% rồi. Rồi qua phía bên đây thử xem còn con nào nữa không. Không thấy con nào nữa hết vậy. À, Raptor đây, đây Raptor. Raptor. Con Raptor sao mình cắn được nó 130 dam ha. Nó không được mạnh lắm. Nó không được mạnh như mấy cái con kia. À, có con heo nữa hả? À, con heo chắc là để lại thôi. Heo để lại để dành lại sau này mình sẽ bắt một con nha. Chứ bây giờ đánh hết là nữa nó không spawn nữa là tiêu mình luôn. Ở phía bên đây thì mình thấy có thêm những cái con Tero nè, Terosaurus nè, hai con luôn hả. Mấy con này nó hay spawn chung với nhau lắm. Và cắn nó thì chỉ được có 382 dam thôi. Nó trâu hơn. Nó trâu hơn con cá sấu ha. Còn cá sấu mình cắn tới tận 500 mấy dam luôn á. Bây giờ thì chắc là mạnh hơn nữa rồi. Nãy giờ cộng tốc độ cũng nhiều. Rồi chết luôn. Bây giờ hu đầm lầy của mình là với con bạo chúa T-Rex này thì bá đạo quá. Ở đây đây con cá sấu này nè. Con cá sấu này rồi. Thử coi. Thử lại coi. Ủa lên 600 mấy dam liền. Con cá sấu này là con cá sấu nhỏ ha. Phía bên đây thì có thêm mấy những cái con ba sừng nữa nè. Lủi vô trong này để chơi luôn. Bây giờ là làm chùm hu đầm lầy rồi. Với con này thì không sợ con nào hết á. Kể cả Sabino luôn. Ở Sabino trong những tập đầu tiên các bạn, mình mới vô mình được spawn ở một cái khu vực. Mình thấy có con Sabino. Nhưng bây giờ thì mình đi xa quá rồi. Mình đi cú qua hướng trên này rồi. Nó ở dưới đó các bạn. Nó ở dưới hướng độ 80 á. Còn bây giờ mình lên tuốt trên này rồi. Cho nên là cũng không thấy con Sabino xuất hiện đây nữa. Mà có con này thì cũng bá lắm rồi các bạn. Đi vào phía bên đây luôn. À có mấy con muỗi nè. Mình sẽ qua cho con T-Rex này của mình thử với mấy con muỗi luôn. Và nó hơi nặng nha. Bây giờ thì cho nó lên chút quay là hợp lý luôn. Cộng thêm tiếp tục ở tốc độ vô nữa. Và đồ này hồi ôi nhiều quá. Quá trời thịt luôn các bạn. Bây giờ thì không lo thiếu thịt nữa rồi. Tạp luôn con này nha. Tạp luôn đó. Rồi nó tự chết luôn kìa. Nó đụng vô cái đuôi của mình chết luôn kìa. Mình đánh nó yếu cái nó đụng vô cái đuôi cái nó chết luôn. Và túi đồ của con T-Rex của mình cũng bị full rồi. Và mấy con muỗi ở đây thì cạp hết luôn á. Mấy con muỗi đây thì nó chỉ có một hai con thôi các bạn. Nhưng mà nó tạo ra cái hiệu ứng một bầy đàn vậy đó. Mình tạp một khóa rồi là hết à. Có bài trẻ trẻ quá cho nên cũng hơi khó. À và phía đằng trước mình thấy có cục gì tím tím này. Đây rồi. Cơ hội của mình đấy các bạn. Có thêm 1000 điểm rồi nè. À, trước khi đó thì mình sẽ dục bớt mớ đầu ra cái đã. Đồ linh tinh mình dục bớt ra đi. Dưới này nè. À, tên ngủ thì mình lấy luôn. Tên bình thường mình cũng lấy luôn. Còn phần cuốc đồ các kiểu mình sẽ dục bớt cho nó đỡ chập luôn nha. Rồi lên phía bên trên luôn các bạn. Tự nhiên đang đi ở phía bên đây đang luyện cấp thì mình thấy có một cái cục tím tím ghé qua mình lấy luôn. Và thấy có con rắn nữa. Xả con rắn luôn. Ôi rắn cấp độ 145 luôn. Cũng ngon ha. Để con này đang liên tục hồi máu cho nên là nó làm bẹt 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 liên tục á. Rồi con ơi cục này coi. Với bên đây thì không sợ nào nữa đâu. Thằng kia vô đây luôn. Xử lý thằng này trước nha. Để trong lúc mình bỏ con này ra thì nó tấn công nữa. Và đằng kia có cá sấu nữa hả. Ủa con này sao trâu vậy. Cắn nó quá trời luôn nó mới chết. Ở giờ thì lụm thôi các bạn. Nhanh tay lụm luôn nha. Mình đã có thêm 1000 miếng nữa. Quá đã luôn. Để sau này mua quả cầu với lại mua tấm element để dành. Có bạn nói là ở bên khu vực băng tuyết có hai con gì đó có 4 tay các bạn. Con như con người tối 4 tay đó. Hấp dẫn lắm. Cần có tấm element. Thì mình đây để dành để mình mua tấm element đây. Để sau này mình còn tem mấy con đó nữa ha.
Nghe nó hấp dẫn lắm, cho nên là mình cũng đang muốn bắt nhưng mà chưa có nhiều element. Nên từ 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 nha. Nhiều thứ cần phải bắt quá bạn, như là con nhện nè, đổi con quỷ bên khu vực băng tuyết nữa. Quá nhiều thứ luôn. Và nhà của mình thì ở hướng nha. Hướng ở phía bên nào quên mất tiêu rồi, mất phương hướng rồi. Hình như là hướng gần cái gốc cây phải. Gần gốc cây bên đây nè. Thôi để mình về nhà luôn nha. Nãy giờ di chuyển nãy giờ cũng đã rồi. Luyện cấp cũng ghê rồi. Và nó lại lên cấp nữa rồi nè. Raptor hả? Chạp luôn Raptor. Nó lên cấp rồi cộng thêm tốc độ nó đi. Đó lên 145% tốc độ luôn. Rồi mình sẽ nhanh chóng đi về luôn nha. Ở phía đằng sau cái gốc cây này thôi. Rồi sau một chuyến đi luyện cấp đó các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã đưa được cái con T-Rex này của mình về tới tận cái căn cứ của mình rồi. Và nhìn cái đuôi nó nè. Ôi ơi nó chói ló đã ghê luôn á. Mình sẽ tháo thử cái yên cửi của nó ra nha, để có thể quan sát được cái mức độ chói ló của nó. Nhìn nó ghê ghê luôn á. Nó đã ha. À, nhìn nó nè. Con này thì có tông màu xanh dương cộng với lại màu đỏ của cái hệ ít của nó. Còn cái ba sừng này của mình thì nó thuộc dạng màu nâu ha. Màu nâu 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 kết hợp với lại hiệu ứng của cái con ít. Đây là ít Chike nè. À, đây nè. Sự khác biệt giữa hai con các bạn. Con kia nhỏ xíu còn con này thì bự chà bá luôn. Thôi mình sẽ đeo cái bộ yên của nó lên nha. Để đeo cái yên cho nó đi. Ủa sao đeo hết được rồi. What? Phải bỏ trong người của nó chứ. Đây bỏ trong người của nó thử coi. Rồi bỏ trong người của nó sau đó thì đeo lên. Đó vậy mới chịu hả. Do là đang bị full túi đầu hay sao á. Đeo lên không được. Rồi như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã có chuyến quay trở lại với cái khu núi lửa, bắt được thành công được một cái con bộ chúa T-Rex rất là mạnh luôn các bạn. Bây giờ thì mình có thể làm được bá chủ khu đầm lầy rồi. Tha hồ mà đi vòng vòng với cái con T-Rex này, không sợ bị con nào tấn công nữa rồi. Rồi còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình cũng như những chuyến đi săn bắt thú, bắt khủng long rồi đó, thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo về ARK nữa cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.